Hôm nay chúng ta lại đến cái phần tiếp theo, cái phần thứ 6 là cái cách chúng ta xác định khách hàng tiềm năng. Thì trong cách xác định khách hàng tiềm năng thì chúng ta có cái bước A đầu tiên, đó là những tiêu chuẩn để chúng ta xác định khách hàng tiềm năng. Để xác định một người không phải ai cũng là khách hàng của ta, mà chúng ta cần phải có những cái tiêu chí. Cái tiêu chí đầu tiên chúng ta phải xác định được là họ có tiền không, tức là họ có khả năng thanh toán không. Nếu mà một người, các bạn đã nhớ là một người mà họ muốn mua hàng, họ rất là khát khao nhưng mà họ không có tài chánh thì bó tay rồi, chúng ta không thể bán hàng được cho họ. Hoặc là trong các cái chương trình mà hay nói là cái sản phẩm của chúng ta phải tìm đúng cái đối tượng phân khúc khách hàng, như trong cái thang biểu đồ Maslow các bạn ấy, cái phần mà thấp nhất đó, cái thang thấp nhất đó, là cái nhu cầu mà họ muốn được ăn uống, họ muốn được ngủ nghỉ, cái nhu cầu thấp nhất đó. Thì chúng ta gặp cái đối tượng đó mà chúng ta buôn bán một cái món hàng mà nó cao hơn thì làm sao chúng ta buôn bán được, họ không có tiền trả. Cái cách quảng cáo của đối tượng đó là chúng ta phải quảng cáo gì? Ăn no. Một cái dĩa cơm rẻ thôi mà ăn no. Chúng ta bán cho họ ăn sang thì họ không có tiền để họ trả. Nên cái tiêu chí đầu tiên để khi chúng ta gặp khách hàng thì chúng ta phải chẳng đoán được là họ có cái khả năng thanh toán không, họ có tiền không, thu nhập của họ có không. Các bạn nên nhớ là các cái công ty, đặc biệt là các cái công ty lớn, trước khi họ ra một cái sản phẩm gì là họ phải đo lường cái thu nhập của cái dòng khách hàng của mình, họ có khả năng họ mua không. Hoặc là các bạn thấy là những cái tập đoàn lớn như là các cái siêu thị Aeon hay là Walmart, ok, mà trước khi họ có ý định họ vào thị trường Việt Nam thì họ hay xem cái GDP, cái thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam chúng ta nó có lớn hay không. Thì các cái nhãn hàng cấp cao bắt đầu nó bước chân vào, chứ họ cũng đầu tư vào rất là hoành tráng nhưng mà cái thu nhập của chúng ta nó thấp quá thì không có nhu cầu mua. Nên là một cái câu hỏi đầu tiên trong bán hàng cũng như trong kinh doanh là các bạn phải tìm được đúng đối tượng khách hàng có khả năng trả tiền cho cái sản phẩm của chúng ta. Nếu họ không có tiền thì tất cả mọi hoạt động marketing, mọi hoạt động kinh doanh nó xem như là bằng không. Cái thứ hai là họ có cái nhu cầu mua. Có người họ có tiền mà họ không có nhu cầu mua thì cũng vậy thôi. Các bạn hình dung chưa? Ví dụ như là cái người ta họ thu nhập rất là cao nhưng mà họ không có nhu cầu sử dụng cái điện thoại của Apple. Nên là bạn có tiếp thị gì, họ nói là họ thích Samsung rồi, họ không thích Apple. Hoặc là họ thích cái điện thoại cục gạch của Nokia rồi, họ không thích Apple. Tức là họ không có nhu cầu. Bạn hiểu đây chưa? Nên nữa là chúng ta phải biết ra được là khách hàng chúng ta có nhu cầu không? Hoặc là chúng ta khơi gợi nhu cầu, chúng ta tạo nhu cầu cho họ mà họ vẫn không có nhu cầu thì thôi. Ví dụ như là bạn không có nhu cầu đi nghỉ dưỡng ở resort 5 sao thì có tiếp thị kiểu gì, cái người đó họ có rất giàu có nhưng mà họ nghĩ ồ cái đó là không cần cho họ. Hồi kia mình có quen với một bác tổng giám đốc, mình nói là bác tổng giám đốc, các bạn đã gọi là tổng giám đốc ở một cái tập đoàn lớn. Nhưng mà bác hay lắm, mỗi sáng là bác đi làm, bác đi bằng xe riêng. Dĩ nhiên bác cũng có một cái chiếc xe con nhỏ nhỏ thôi, trong khi cấp dưới của bác á là giám đốc tài chính, giám đốc nhân sự, rồi tất cả mọi thứ đi xe con hết. Nhưng mà bác đi làm là bác đi chiếc xe riêng. Bác nói là bác không có nhu cầu đi xe con, bác có chiếc xe con nhỏ nhỏ thôi, cũng không phải sang cái chiếc xe rất là bền. Tức là bác có tiền không? Có tiền nhiều, tiền rất là nhiều, ở nhà sang của biệt thự, nhưng mà bác nói đi xe kẹt lắm, bác cũng không có nhu cầu lái xe đi nữa. Rồi nhân viên kêu chở xe, bác kêu không cần, để bác đi xe máy. Các bạn thấy những người đó họ có tiền mà họ có nhu cầu, rồi chúng ta phải xác định khách hàng có nhu cầu không. Cái tiêu chí thứ hai, tiêu chí nhất là có tiền không, thứ hai là có nhu cầu mua không. Cái tiêu chí thứ ba, họ có quyền ra quyết định không. Có tiền rồi nè, có nhu cầu nè, mà không có tiền ra quyết định, không có quyền ra quyết định, bỏ tay. Ví dụ như thế nào là không có tiền ra quyết định? Ví dụ như là ở gia đình đó bà vợ là bà nắm hết và bà là người ra quyết định thì ông chồng bỏ tay. Cho các bạn chúng ta điều này chưa, ông nói có tiền, có tiền họ có quyền ra quyết định không? Hào vợ ra. Mà thường thường trong các gia đình đó, mình cũng nói vui mà nó cũng đúng, thường thường phần lớn trong các gia đình là bà vợ ra quyết định chứ ông chồng không ra quyết định. Vì sao các bạn biết vì sao không?
ông chồng ông cũng ra quyết định chứ không phải xong, nhưng mà ông mua đó mà về bà vợ không thích, bà vợ bà cằn nhằn hoài, bà cằn nhằn hoài hết ngày này qua ngày nọ, ông chồng nhức đầu quá. Ông cứ thôi lần sau để bà ra quyết định, tôi không ra nữa. Các bạn không, đàn ông mà cứ cằn nhằn ông hoài, ông chịu không có đổi, ông nhức đầu. À, để giải là cái ông chồng mất quyền ra quyết định, hoặc là ông nhường cái quyền quyết định ra cho người khác cho khỏe. À, các bạn hình dung chưa? À, hoặc là trong gia đình của mình, thì là trong gia đình của mình á, là cái việc mà liên quan tới như vừa rồi mình sở hữu một cái căn nhà mới, thì cái việc gì phòng ngủ, cái đó là việc của vợ, mà nói cái chuyện này vợ ra quyết định. À, cái việc của bếp nút rồi, mua trang bị bếp kệ bếp đó, vợ ra quyết định. À, nhưng mà cái phòng đọc sách của mình là mình ra quyết định. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Tức là chúng ta phải hiểu ra được là cái công việc đó ai là người ra quyết định. Nếu mà vừa rồi đó bạn nào mà tiếp cận với mình bán tủ bếp kệ bếp thì mình nói không, cái việc đó hỏi vợ mình hao xíp à. Các bạn hiểu chưa? Nhưng mà nếu mà cái việc đó mà bán cái thuộc cái phòng sách của mình thì mình, các bạn hỏi vợ mình thì không được, mình là người ra quyết định cuối cùng. Các bạn phải nhận ra cái điều này. Hoặc là đứa con nó đi học, các bạn chúng là có đứa con nó có quyền nó bệnh, nhưng mà có đứa con là nó phải về nó hỏi mẹ. Vậy ai là người ra quyết định? Mẹ. Sản phẩm ai sử dụng? Đứa con. Nhưng ai là người sử dụng? Mẹ. Ai là người ra quyết định? Mẹ. Các bạn hoặc là bố. Các bạn hiểu chưa? Để mình kể các bạn một cái câu chuyện này nó rất là hay, nhưng mà bạn ngộ ra. Năm 2009 thì mình đi tham gia một cái hội chợ, một cái triển lãm về giáo dục du học sang Anh Quốc, nước Anh. Thì tự nhiên mình vào cái gian hàng đó của một cái đại học ở bên Anh. Thì có duy nhất một cái ông thầy giáo Anh này, khoảng 50 tuổi, ông ngồi đó. Và không có trưng bày gian hàng đồ kỹ như các cái trường Oxford, Cambridge đồ kia. Ông ngồi đó, mình cũng ghé, mình hỏi ông tại sao ông không có trưng bày gian hàng đồ kỹ rồi như mấy cái trường kia. Ông kêu, ông chỉ đi tìm người có nhu cầu thôi. Mình nói người có nhu cầu người ta đi vô chơi ở đây. Không. Cái đối tượng mà học cái trường ông là phải là đối tượng phải là rất là có tiền, phải giàu có. Thì đang ngồi nói chuyện với ông thì bắt đầu mình thấy ông đứng lên. À, ông đi thẳng ra thấy có một cái người phụ nữ rất là, cái tướng rất là sang trọng đi với một đứa con gái. Ông ra ông mời cái chị đó vô và ngồi nói chuyện. Sau khi nói chuyện mình cũng ở đó mình nghe luôn, mình nghe cái cách ông nói chuyện thì đúng là ông tập trung vào cái đối tượng mà nó rất là giàu có, chứ đối tượng mà bình thường không, cái đối tượng mà giàu của anh của đệ, ông tập trung vào cái đối tượng mà rất là giàu, tại trường đó là con của đại gia học ở bên nước Anh đó. Tức là vào đó học là vô hình dung chúng ta quen với toàn là con của các nguyên thủ, con tỷ phú ở trên thế giới này. Người ta chỉ tập trung vào cái phân khúc đó thôi. Sau khi nói chuyện xong thì cái chị đó cũng hẹn hôm sau quay lại về thì mình lại hỏi ổng, mình kêu sao ông biết cái người đó mà ông lại kêu vào. Ông nói cái người đó sang trọng là người nữ, ổng đi cái mình mới chỉ một cái người khác, mình kêu cái ông kia này, ông cũng bự nè, ông cũng mập nè, ông cũng đi với con nè, tại sao ông không kêu đó. Ổng nói nộp cái việc mà quyết định của gia đình là phải người nữ. Cái ông đàn ông đó tôi vô tôi mất công nói chuyện với ổng nhiều, nhưng mà ổng không có quy định gì. Ổng kêu ổng về ổng phải hỏi ý kiến vợ ổng nữa, mất công lắm. Các bạn hiểu không? Tức là người ta hiểu được rằng là cái người nào ra quyết định, người ta chọn đúng cái người đó đó rồi. Người ta không có thèm tiếp mấy cái người mà đi về phải hỏi ý kiến vợ nữa, mệt lắm. Các bạn ạ, tìm ra người ra quyết định. Hoặc là cái tiêu chí thứ tư là cái người đó chúng ta phải tiếp xúc được. Họ có tiền, họ có quyền ra quyết định. Họ có nhu cầu mua luôn mà không gặp được, bó tay. Các bạn hiểu chưa? Cái nhà họ cao cửa rộng, hoặc là sếp ở trên cái vị trí cấp cao, họ có quyền ra quyết định hết, họ có tiền mua luôn, nhưng mà các bạn đâu có gặp được. Các bạn nào mà bán hàng cho các công ty á, các bạn muốn tiếp cận với sếp ở vị trí cao, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, trưởng phòng, các bạn không tiếp cận được thì bó tay luôn. Nó là chúng ta phải có cái cách để chúng ta tiếp cận được. Chúng ta phải nghĩ cái chiến lược tiếp cận được cái người đối tượng đó. Các bạn biết là mình kể cái câu chuyện này, có một bạn chuyên bán cái hàng quà tặng doanh doanh nghiệp cho một cái công ty liên quan trong ngành dầu khí, và bạn đâu có mối quan hệ gì với anh giám đốc đó đâu, không có mối liên hệ, và bạn phải lên chiến lược tiếp cận cái anh giám đốc đó. Và bạn mất phải hết hơn một năm trời bạn mới tiếp cận được. Lúc đầu là bạn tới bạn chơi với anh bảo vệ, riết cái thằng với anh bảo vệ,
À, thằng anh bảo vệ xong cái anh bảo vệ anh mới cung cấp thông tin, cái bắt đầu chơi thân với anh tài xế của sếp, cái anh tài xế mà hàng ngày hay lái xe cho sếp, chơi thân anh tài xế của sếp một thời gian rất là lâu mới bắt đầu mới thông qua tài xế sếp mới tiếp cận được cái anh tổng giám đốc đó, rồi sau này mua hàng. Các bạn thấy chưa, tức là phải họ có tiền không, có, họ có quyền ra quy định không, có, à họ có nhu cầu không, có, nhưng chúng ta không tiếp cận được thì mọi thứ cũng bàn học. Đó là chúng ta phải có khả năng ra quyết, phải có cái hành trình để làm sao như thế nào ạ, tiếp xúc được họ. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta tới cái tiêu chí thứ năm là họ có hợp lệ không, họ có hợp pháp không. Ví dụ cái câu này ít người không có hình dung được, mình giải thích tới ra. Bây giờ ví dụ một cái đứa bé nó mới có 12 tuổi thôi, hỏi nó có nhu cầu không, có, bạn có thể tiếp xúc được không, có, nhưng có thể là không hợp lại. Bạn hình dung chưa, có thể là không hợp lại vì cái đứa bé bạn tiếp xúc và bạn muốn bán những cái mặt hàng đó cho đứa bé, và mặt hàng đó là không phải tiếp xúc với mẹ của bé, ba mẹ của bé, chứ bạn mà tiếp xúc bán với bé là họ không được, không hợp lại. Nó trở thành là chúng ta đi dụ đứa nhỏ, hoặc là thậm chí chúng ta còn phạm pháp nữa. Các bạn hiểu chưa? Mình ví dụ các bạn này, con mình nói là nó sợ thì chừng lên camera của trường view lại quay thì mới xem lại, à thì hôm đó cái công ty xin trắc dấu vân tay á, nó liên kết với cái trường đó, rồi nó tối nó lấy dấu vân tay của từng đứa bé hết, và mấy đứa bé thì nó không hiểu gì, trét đen lên, lên á thì nó sợ, thì bên mình mới gọi điện tới bên trường đó, kêu là hôm nay thấy làm gì bé vậy, thì kêu nó là lấy dấu vân tay, kêu là tại sao không hỏi thăm ý kiến của gia đình trước, mà tại sao tự lấy, trường đó họ giật mình, họ sợ, họ mới lật đật họ xin lỗi, mà nói là làm cái điều này là nó ảnh hưởng tới tâm lý của bé, và cái điều đó là trước khi ấy làm là phải có một cái giấy thông báo về cho các cái phụ huynh người ta có chấp nhận thì chúng ta làm, không chấp nhận là chúng ta không có được làm tự nhiên, các bạn không? Tuy nhiên sau này mình chuyển bé sang một cái trường khác, làm một cái trường quốc tế khác, thì cái trường quốc tế này thì họ rất là chuyên nghiệp, bất kỳ họ làm gì mà liên quan tới bé họ đều có cái giấy họ thông báo về cho gia đình hết. Họ nói là hôm nay có chương trình ở ngoài, bé đi siêu thị thì cha mẹ có đồng ý ông ký vào giấy, ok, hoặc là bé làm gì, các bạn thấy nhung ra điều này không? Bởi vì họ sợ cái không hợp lệ và không hợp pháp. Vậy thì cái tiêu chí để chúng ta xác định khách hàng tiềm năng nó là gì? Thứ nhất là họ có tiền không, hồi nãy giờ mình giải thích rất là rõ rồi. Thứ hai, họ có nhu cầu mua không? Cái thứ ba, họ có quyền ra quyết định không? Cái thứ tư, bạn có thể tiếp cận tiếp xúc được với họ không? Và cái thứ năm, nó có hợp lệ, có hợp pháp không? Thậm chí là không khéo chúng ta bị phạm pháp luật. Các bạn hiểu chưa? Chúng ta có năm cái tiêu chí đó, và khi bạn đi gặp khách hàng nào, bạn luôn đi test từng cái tiêu chí một. Còn không, họ không đạt được cái tiêu chí, chúng ta sẽ rất là mắc công. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vừa rồi mình giới thiệu cho các bạn năm cái bước này, năm cái cách này rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ gặp ở phần sau. Bye bye các bạn.